Hôm nay là 2 tháng 3 rồi hả? Còn 6 ngày nữa là 8 tháng 3. Tại em thấy nhiều người nhắc nên nói chơi vậy thôi à. Chứ em không có đòi quà gì đâu, anh đừng có lo. Anh đừng có lo gì hết trơn á. Trời ơi, anh mới quý chứ quà cát quý gì. Nên anh đừng có lo. Em nhắc chơi cho vui vậy thôi. Trời anh biết không, em có nhiều màu son lắm á, nhiều lắm luôn á. Mà bây giờ bên Yến Yến ra nhiều son mới, nhiều màu mới đẹp quá. Em mà đánh mấy màu rới lên nha, nhìn chắc hấp dẫn phải biết. Em nói vậy thôi à, chứ em đâu đòi quà nên không cần phải lo. Anh không cần phải lo gì đâu. Em nhịn ăn nhịn uống mua thỏi son mới của Yến được mà, nên anh không cần phải lo đâu. Trời anh cứ lo công việc của anh đi, anh đừng có lo cho em. Trời ơi anh biết không, dạo này Sài Gòn nắng ghê, nóng nữa mà cái mùa nước hoa em xài nó gắt quá à. Bây giờ mà em có một cái mùa nước hoa mới nhẹ nhẹ hơn, trời ơi chắc là sexy gợi cảm chết. Em nói vậy thôi chứ em sẽ ráng nhịn ăn nhịn uống mua cái thỏi son, xong thì em sẽ nhịn ăn nhịn uống để mua nước hoa. Nên đừng có lo, anh đừng có lo gì cho em hết á. 8 tháng 3 thôi mà, anh khỏi phải lo gì cho em hết á. Vì 8 tháng 3 năm sau sẽ có thằng khác lo nha anh nha. 8 tháng 3 tặng quà là nghĩa vụ nha, là nghĩa vụ nha, nha. Tặng cũng được, không tặng cũng được chứ em đâu có ép. Trời em đâu dám ép. Tặng hay không tùy anh à, tùy anh hết hà anh nha.